Khỏe qua đây nha. Đây có đường Phạm Hùng. Ngoài đường phố Sài Gòn đã treo mấy cái băng rôn mà bán đất nuôi các bạn, cái rẻ 860 triệu một nền. Đây có cái trường nè, trường Lương Văn Can, trường thứ ba. Cầu ấy chứ là cầu chính hơn á. Ở đây là hết đường Phạm Hùng rồi, mình xuống dưới gầm cầu này nè, cái mình quẹo bên bên phải, cái mình đi đường Phạm Thế Hiển nha.